Xin mời chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình mới lấy con máy về các bạn, đăng lên bán cho bạn xem tham khảo ha. Máy Mitsubishi GM181 6HP các bạn. Máy này thì lâu lâu mới lấy về được cái con máy mà cái bình xăng nó bằng mũ ha các bạn. Bình xăng mũ. Cái combo nó vậy luôn nha các bạn. Máy Mitsubishi GM181 6HP. Cốt xéo tua chậm. Máy này lấy về là anh em chưa vệ sinh luôn nha các bạn. Lấy về là dị luôn đó. Mình đăng lên bán luôn chứ mình chưa vệ sinh ha. Máy này mà vệ sinh nó thì nó bóng bẩy đẹp nữa các bạn. Lấy về vậy để vậy là mình up lên luôn á, chứ mình chưa vệ sinh á. Máy này thì cốt xéo tua chậm nha các bạn. Cái bộ gin của nó thì nằm ở phía sau đuôi luôn ha. Cái bình xăng này, cái bình xăng bằng mũ. Để mình quay vòng vòng cái ngoại hình của em nó cho các bạn xem nha. Máy này chưa vệ sinh nữa các bạn. Vệ sinh là nó bóng đẹp nữa. Máy Mitsubishi GM181 6HP. Máy này nồi đồng cối đá lắm các bạn. Bạn mua về bạn chạy coi lãi hoặc làm gì nó rất là bền á. Bắt đầu mình giật máy mình test cái làn hơi của em nói cho các bạn xem nha. Bắt đầu mình tắt máy, mình giật thêm cái nữa cho các bạn xem các bạn. Máy này nó rất là nhạy các bạn, rất nhẹ các bạn chạy.